Bên em lại tiếp tục về thêm hàng dòng loa Sava của LG với sản phẩm SP2, một trong những chiếc loa thời gian rồi có rất là nhiều các bác hỏi vì nó vừa hết hàng. Và với công suất 100W thì con này có khá là nhiều những cái tiện ích hay. Clip này thì em sẽ thử và cùng các bác trải nghiệm nhanh cái mã sản phẩm này. Đấy, đang bán với giá khoảng xấp xỉ 1,3 triệu nhé. Các bác liên hệ theo hotline của bên em để có thể mua với giá sale xấp xỉ 1 triệu. Mời các bác. Có hai kiểu kết nối cho tivi với cả cái con loa Sava SP2 này. Công suất 100W thì trên thị trường thì có hai hãng mà em đánh giá rất là cao, đó là của Sony và LG. Đấy, thì thiết kế của SP2 thì nó đơn thuần là chỉ một cái loa thanh đơn giản và gọn nhẹ như vậy thôi. Mọi người có thể là sử dụng cho những căn phòng có diện tích nhỏ, sử dụng cho phòng ngủ. Nó rất là gọn, không cần phải có thêm cái cục loa trầm. Bởi vì trên con SP2 này nó đã có thêm cái công nghệ là tích hợp thêm cái loa subwoofer, loa siêu trầm rồi. Tiếng bass khá là ổn áp. Ngày hôm nay thì em sẽ kết nối giữa TV và loa để trải nghiệm các bác cùng xem nhanh, để xem chất lượng âm thanh của trên con này nó như thế nào, và sẽ cùng các bác hướng dẫn nhanh để có thể là dùng con này nó đơn giản và dễ dàng. Đấy, loa công suất 100W và có hai kiểu để mọi người có thể kết nối từ TV ra cái loa này. Nó có cả cổng optical để các bác có thể xem. Em quay lại cho mọi người cùng nhìn cho nó dễ nhé. Đây, có cả cổng optical này và có cả cổng HDMI ARC. Tức là với những chiếc TV mà có cổng HDMI ARC hoặc ERC ấy, thì các bác có thể sử dụng dây HDMI để kết nối giữa TV với cả loa qua một sợi dây HDMI và dùng đồng bộ điều khiển của TV để làm sao để có thể tăng giảm tắt bật cho cái loa SP2 này. Còn đối với dây optical thì mọi người phải dùng hai điều khiển nhé, phải dùng hai điều khiển. Riêng chỉ có HDMI ARC thì sẽ dùng chung một điều khiển như vậy. Đấy thì bây giờ thì em sẽ không có dây nên em sẽ tiến hành là bắt qua Bluetooth. Và đối với cái kiểu cắm mà có dây thì các bác có dây các bác cắm là TV nó sẽ tự động nó nhận rồi. Đấy thì sau khi mà các bác có thiết bị rồi thì mọi người có thể cầm cái điều khiển, trong hộp nó có một cái điều khiển nhá, và mọi người không cần điều khiển thì cũng có thể khởi động lên. Cái màn hình nó sẽ thể hiện ở góc này. Đấy, các bác ấn nó lên thì nó sẽ có cái đèn báo đây đang ở cái trạng thái khởi động và đang chờ để có thể kết nối. Đấy, mọi người có thể là chuyển nó sang tính năng Bluetooth, ấn một lần thôi thì cái đèn Bluetooth, đèn màu tím này, nó sẽ nhấp nháy ở chế độ chờ. Thì bây giờ sẽ tiến hành là khởi động TV và tiến hành cài đặt Bluetooth này. Thì trên những chiếc TV thông minh hiện tại thì hầu như là đều có Bluetooth rồi. Đấy, mọi người sẽ di chuyển vào phần cài đặt, vào phần cài đặt. Đấy, di chuyển vào phần cài đặt, sau đó thì sẽ lựa chọn. Đấy, đối với TV của LG thì mọi người ấn Quick Setting ở trên điều khiển ấy, sẽ có mục là âm thanh, là chọn vào cái mục này. Tại đây thì mọi người sẽ di chuyển để chọn Bluetooth. Đấy, chọn vào danh sách thiết bị, nó sẽ quét. Khi nó quét ấy, thì nó sẽ xuất hiện này. Nó sẽ xuất hiện vào SP2 này. Mọi người nhấn chữ SP2 đây chưa? Ấn OK. Đấy, khi mà mọi người quét và nó ra rồi thì ngay lập tức mọi người có thể là kết nối. Đấy, kết nối này. Đấy, ấn OK để nó có thể kết nối với cả cái con SP2 này. Thì với một cái điều kiện nhé, điều kiện để mọi người lưu ý này, khi mà nó kết nối lần thứ nhất mà đã kết nối với cả, nếu là loa mới nhá, thì mọi người sẽ có thể ngay lập tức mọi người kết nối được. Còn nếu đã từng kết nối với một thiết bị khác thì mọi người phải reset lại cái Bluetooth này bằng cách là dí cái phím Bluetooth ở trên đỉnh của loa. Đấy, phím tắt ở trên đỉnh của loa dí rất là lâu thì nó sẽ tự động nó reset lại. Đấy, thì nó reset xong thì mọi người mới có thể kết nối được với cả một cái thiết bị khác, thì khi đó thì mới có thể là tách được
âm thanh, kết nối được âm thanh mọi người nhé. Đấy, sau vài giây kết nối thì nó sẽ báo là TV đã được tách âm thanh ra LG SP2 rồi. Thì bây giờ sẽ tiến hành là test âm thanh. Đấy, test âm thanh của nó thì sẽ di chuyển vào YouTube này. Sẽ di chuyển vào YouTube. Và sau đó mọi người sẽ chọn một cái bài hát bất kỳ. Chọn một bài hát bất kỳ để có thể là thử cái âm thanh cho cái dàn loa SP2 này. Đấy, bây giờ em sẽ bật một đây. Âm thanh con này với 100W ấy, nghe rất là đã, đáng tiền đấy. ST90B Samsung. Đây con này. Mọi người đẩy cái tiếng bass của nó nhá. Ba mức đỏ là âm thanh cao nhất, giảm dần. Hay của dòng TV LG với cả loa SP2 mà các bác dùng ấy, thì các bác có thể là dùng chung một điều khiển được, tăng giảm âm lượng trên TV ra loa SP2, hoặc là các bác có thể là sử dụng cái điều khiển của SP2 tăng giảm âm lượng cho. Khi mà tăng ấy thì nó sẽ mắc đèn, các bác tăng hết cỡ mắc đèn thì nó sẽ là lên, nó sẽ là lên lên cao nhất, ở mức cao nhất này. Mọi người để ý nhá. Em tăng hết cỡ lên nhá. Đấy, nó sẽ xuất hiện ba đèn ở mức âm lượng to nhất. Còn mà giảm đi. Đấy, các bác ấn giảm đi, nó về hai mức, về một mức là âm lượng nhỏ nhất. Còn đối với ở những cái chế độ khác, chẳng như mọi người chuyển cái cổng kết nối nhá, thì mọi người có thể là cắm HDMI hoặc optical. Còn Bluetooth ấy thì nó sẽ ở cái đèn xanh như vậy. Đấy, nó đang ở chế độ đèn xanh là đèn Bluetooth. Đấy, còn cái cổng kết nối khác thì hầu như là TV nó sẽ tự động nhận. Đấy, âm thanh nó khá là ổn áp. Đấy, phím tắt bật ở phía trên. Đấy, tăng giảm âm lượng, phím Bluetooth và phím chọn cái nguồn âm thanh vào. Thì sản phẩm này có giá bán vô cùng tốt, xấp xỉ 1 triệu. Các bác có thể điện trực tiếp vào hotline 0974178586 hoặc truy cập website ecomart.vn để hỗ trợ thêm các bác nhé. Cảm ơn các bác.